Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay lên sóng cho bác một số mẫu cần câu đơn, câu tay, câu đài, độ dài 36-39 nhá. Giá thì dưới 1 triệu, vài trăm ngàn đến dưới 1 triệu các bác nhá. Các bác nào có nhu cầu thì alo em nhá. Đầu tiên là chúng ta có mẫu cần Thiên Địa 364H và được tặng kèm theo một ngọn các bác nhá. Tặng kèm theo một ngọn này. Giá là 330.000 nhé, 330.000. Các bác thông cảm là em đang nhiệt nưỡi nên nói nó hơi bị nhíu. Cần thì nhỏ hơn đốt ngón tay nha. Đấy. Này, chưa cần này. Thì gặp cho anh em câu rô giếc chép nhé, rô giếc chép. Đánh cảm giác. 36-4H. Tương tự bên này em có mẫu cần lục trúc cũng 36. Giá là 250.000 nhé, 250.000. Tặng kèm một ngọn này. Dòng này đánh cực phê luôn, đánh cảm giác cực phê anh em ạ. Còn tiếp đến là em có cây tất thắng 36. Hàn Đình tất thắng qua nhé, Hàn Đình tất thắng này. Dòng này thì có đi kèm với ngọn phụ này, tặng kèm ngọn phụ này. Giá là 890.000 này, 890.000, hàng chính hãng nhá, hàng chính hãng. Cho anh em gẩy rô, giếc, chép, đánh tự nhiên hay dịch vụ đều được. Trọng lượng thì cực nhẹ luôn, một nạng các bạn, xấp xỉ một nạng. Độ cứng là tất thắng hình như 5H anh ạ. 5H. Độ cứng là 5H các bác nhá. Bạn nào có nhu cầu thì alo nhá. Tiếp đến em có cây GV kép đen nhá, GV kép đen 5H. Giá 600.000 nhá, giá 600.000. GV kép đen. Đánh chép rô giếc thoải mái. Đấy, hàng chính hãng các bác nhá. GV kép đen. Giá 600.000. Tiếp đến em có cây Hàn Đình phong nôi chảm nhé. Phong nôi chảm 4H 36. Hàn Đình phong nôi chảm 4H 36. Cần cũng rất là nhẹ luôn. Dòng Hàn Đình này thì cũng khá là nhẹ các bác nhé. Giá là 650.000. 650.000 nhé. Hàng chính hãng nhé. Anh em còn mỗi cây 650.000. Về cho anh em nào gầy rô, chép, giếc. Tiếp đến là em có cây GV kép vàng. GV kép vàng nhé, 36 các bác nhé, 36. Giá là 550.000. Giá cực kỳ êm luôn mà hàng chính hãng quá nhé, hàng chính hãng. GV kép vàng. Đánh rô không phải nghĩ. Rô chép không phải nghĩ. Tiếp đến em có cây GV kép rồng xanh. Đấy. Kép rồng xanh này. Cũng 36 bác nhé, 36, giá 570.000, 570.000. Giá cực kỳ rẻ luôn em ạ. Con này em nói các bên khác vẫn bán 800 mấy các bạn, 800 mấy em bán có chưa 600. Cả biết các bác còn năn tăn cái gì mà múc ngay. Đến với những dòng bình dân hơn, em có Shimano 36 8H nhé, 8H 350.000. Quánh tốc độ rô, đánh tốc độ rô rồi, ngọn cực to luôn. Đấy. Bác nào có nhu cầu mẫu này thì alo, có 350.000 thôi. Tiếp đến là có mẫu đai qua tím 6H 36. Giá là 310.000. Nhá, 310.000 nhé. Ngọn xoay 360 độ. Đấy. Tiếp đến là có mẫu cần bạch long 36, tặng kèm một ngọn. Đấy. 36 6H anh em nhé, 36 6H. Tặng kèm ngọn bạch long
36. Giá thì khá là êm nha. Bạch Long 36. Cây này như em nhớ không nhầm là 260.000, 260.000. Còn mỗi một cây 260.000 các bác nhé. Bạch Long 36 6H. Giá 260.000 nha. Đấy, bác nào có nhu cầu alo nha. Tiếp đến này, em có mẫu thiên địa. Đấy. Mẫu thiên địa 39. Thiên địa 39 tặng kèm một ngọn. Đấy. Giá là 350.000. 350.000 nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu mẫu nào thì alo cho em nhá. Địa chỉ và số điện thoại em để bên dưới video ấy. Đấy, hoặc là trên tiêu đề video, bác nào cần mẫu nào thì alo cho em. Đây là hàng của bạn Nguyễn Tuấn Anh ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Còn đây là combo mồi trôi của bạn Đinh Văn Quý, Ba Vì, Hà Nội.